thực hiện chương trình công tác hội và phong trào thanh niên năm 2024, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2024 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình họp báo chia sẻ cùng thầy cô năm 2024. Năm 2024 là năm thứ 10 chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức. Trong cột mốc quan trọng này, đánh dấu 10 năm vì hành trình dạy học hạnh phúc, chương trình chia sẻ cùng thầy cô có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tôn vinh các thầy cô. Theo đó, chương trình chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các điểm trường lẻ tại các xã khó khăn thuộc khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo. Các thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, chiến sĩ quân hàm xanh tham gia công tác xóa mù chữ cho đồng bào, thanh thiếu nhi ở biên giới, địa bàn đóng quân. Giáo viên các trường giáo dưỡng, trại giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý. Để hỗ trợ thiết thực hơn cho các thầy cô giáo và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, chương trình năm nay sẽ có sự tham gia của nhiều nguồn lực xã hội, gồm các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Theo đó, các gương mặt KOL nổi bật tham gia chương trình như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hoa hậu Hờ Hen Niê, Hoa hậu Lương Thủy Linh. Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thầy cô và làm lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về các thầy cô đến toàn xã hội. Ngoài ra, chương trình sẽ có nhiều hoạt động đồng hành để lan tỏa trong xã hội những hành động thiết thực tri ân các thầy cô như tổ chức cuộc thi tri ân thầy cô, chia sẻ cùng thầy cô trên mạng xã hội TikTok, tổ chức hành trình tri ân thầy cô, ban tổ chức sẽ thăm, tặng quà, trao công trình hỗ trợ thầy giáo, cô giáo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, các thầy giáo, cô giáo, giáo dục chuyên biệt và chương trình báo chí chia sẻ cùng thầy cô để các nhà báo, phóng viên lan tỏa sâu rộng hơn nữa những câu chuyện về tình cảm thầy trò, về những nỗ lực phấn đấu của các thầy giáo, cô giáo để truyền đạt kiến thức và giáo dục nhân cách cho các em học sinh.